You want this? Yeah. Charlie. What do you think of me, Madame Saint John? I'm thinking of you. You want yogurt? Vậy lát qua qua tiệm gì ba hả? Gì ba làm xong khách rồi qua hả? Ở đâu? Ừ, lát qua đó chưa? Ừ, lát qua đó. Qua chút rồi Qua chút rồi lát qua tiệm ha. Cái món muối gì? Ồ, ở đây là bánh bao dâm mì. Mua bánh mì hả? Cái món muối gì vậy? Bánh mì hả? Order chưa? Ai vào bánh mì vậy? Trời, lúc này ra giấu rồi ta. Ra giỏi vậy. Bánh xèo. Miên bánh xèo. Rồi giấu lại đi. Cái đó hả? Gỏi. Gỏi bò. Gỏi bò. Sao lại? Ăn này không? Donut. Nửa tiếng nữa thì ba mới có khách, cho nên ba chơi với người nửa tiếng sau ba về tiệm làm xong, lát xong mình đi. Quá. Dạ. Rồi. Còn nhiều lắm mà. Cần em phụ không? chè ba màu ăn không? Chè ba màu. Cái bánh á. Kìa, bánh mì kìa Kim Ngân. Ghét bánh mì kìa. Thank you. Ok, let's go. Đêm đêm phòng trà dưới tiếng trời gọi tìm hỏi sao anh còn yêu em nữa không hay quá wonderful kiếp cầm ca chuẩn bị tuần sau mình đi lên show rồi nha, đi với anh quốc sĩ đó nhớ nha, tuần sau mình ra rồi bữa nào lại nhà có nàng đi nữa, bữa nào lại nhà mình phát đồ nha để mình đi show cho gì hai đi luôn, có cho dì Tư đi luôn ha. Chị ơi, 23 tháng 12 chị có đi với tụi em không? Ừ. Ờ vậy hả, được, Kim ngồi đây. Ừ, ngồi đó đi, ngồi đây không em ngồi đây nè, chị ngồi đó đi. Rồi, I sit over here. Dạ vâng, không, cái này em quay ngược lại. Ăn đi. Ăn đi. Bên đường. Ủa, kêu chị là má hàng hả? À, má hàng, kêu má. Chị 23 tháng 12. Má giống đôi, hồi xưa nội mua. Đúng rồi. 23 đây là chị. Kim Ngân mang không, cho Kim Ngân nè. Kim Ngân muốn không, cho Kim Ngân nè. Tìm nào mang dư để dành cho con. Nè, lấy đi, vì ba còn nhiều dài ở tiệm lắm. Trời ơi, dùm mì ngon quá. Bây giờ con sợ không có ra ngon khác. Ăn đó đi, nhiều lắm. Cho Kim Ngân hết đi thôi. Em ăn gì? Em à, kêu em là dì ba thôi, kêu Kim Trương đi. Cho dì ba miếng con. Kêu Kim Trương thôi, ăn đi, dì ba không ăn đâu. Cái này là cái vàng của dì ba nè. Đâu, dì ba không ăn, dì ba không ăn, dì ba no rồi. Dì ba làm tóc cho ông nội. Đúng rồi. Ok, ăn đi. Dì ba ăn thử miếng nè. Thôi nhiều quá, trời ơi, thôi ăn sao hết.
để dành cho dì hai thôi, để dành cho dì hai ăn. Ăn cắn trước rồi bỏ vô túi. Rồi ăn miếng, ăn miếng này, ăn miếng này thôi. Cắn miếng cắn. Yeah. Hello. Hello, it's a me you're looking for. Ăn đi quá. Ủa sao không lấy giấy hả? Không lấy giấy à? Mắc mơ. I sit over here. I want to sit next to you. I want to sit next to you. Trời, cái cây nó đẹp quá chị. Nghe hai hát được không? Hát bài gì? Được chút xíu gì ba không? Được. Được cái túi không? Được. Dì Tư đang ra đó. Dì hát nhận bao nhiêu? Cái tai của... Muốn hát nhận gì? Muốn hát nhận gì? Hát bài gì? Kỷ niệm gì ha? Dì ba dì Tư. Bài gì ta? Bài gì? Gọi là... Đẹp vũ trường hả? Chị ơi, 23 chị có đi với tụi em không? Thứ 6? Ồ, out town. Out town chứ mấy tuần lễ. Tuần sau hả? Wow, fun. Ăn bánh chả đi. Thank you. You love me a lot, hả? Huh? Every morning you come and visit me. Cho okay. Mượn 4 tầm còn lại, mình đưa lại. Tại nó dính ra to hết nha. Ok, cho con hết. Khỏi mượn. Cho con. Ok, cho con khỏi mượn. Trưởng chưa? Cần chưa? Kim Ngân này cũng có phước hả chị ha? Đây ra đó. Bữa nào mua cho con gà mới nha. Cứ nói muốn là được. Muốn là được thôi. You love me? Không phải. Elastic á. Ồ. Kim Ngân, are you love me? Dạ, yêu. Yêu, wow. Yêu không? Wow. A lot of lipstick. Yêu luôn á nha, ghê không? Yêu luôn á. Hồi nãy giờ nó la nó chửi ai ngoài đường quá trời, nó vô nó chửi quá trời chứ. Xong cái chị đấy. Kim Ngân. Mami nè. Look yeah, like mình, you ha. Huh? Nó chửi luôn. Thế hả? Nó lớn đó. Yeah, I like that. Wow, áo đẹp quá. Thế xong mấy người chụp hình đó, chị thấy đừng có chụp hình đó nữa để cho nó đi khỏi đi nha, nó chụp hình nó hoài à. Đúng rồi, đâu chụp được đâu. Đâu chụp được. Áo này được không? Nhưng mà thích áo đó không? Con giống gì ba? Áo gì ba hả? Cái giống gì ba hả? Ừ. Khi lấy được xin gì ba mua cho con. Ừ. Bữa nào lại nhà Kim Ngân phát đồ rồi mình mới đi. Thôi ba không ăn. Ăn gì? Để dành cho dì ha, dì Tư ăn được không? Để dành cho Tư ra ăn. Ba ăn miếng rồi chưa dì Tư? Ờ, dì ba ăn miếng rồi chưa Tư hả? Ok, chơi luôn. Em? Dạ. Em nói nó có phòng ở kìa. Có phòng mà, Kim Ngân có phòng ở mà. Có phòng đẹp lắm á. Nó mới nói rồi ở chị. Hả? Nó lại nói rồi ở chị. Ờ, má đi chơi hoài đâu có nhà đâu mà Kim Ngân ở. Giữa này dì ba chọn cái nào, cái này hay là cái này? Cái nào? Giống nhau mà. Giống nhau mà. Nãy giờ chị nói nó chọn cái thì cho nó Christmas rồi nó để mai nó mới chọn. À mai chọn hả? Chọn đi dì ba chọn phụ cho. Trời, cái nào mà có túi á, Kim Ngân thích có túi vậy. Kim Ngân thích có túi có zipper chị để đựng đồ. You know, the I don't wear high so I mean it's yeah. Very low. But I want you find the one we go for the show next week. I like this piece only. I don't want nothing. Yeah. Look. I mean, excited. You want to pick some bright color. It's no more black. It's the same piece you buy for me. Yeah. But and this one is for summer. Yeah, for I love winter. It. For summer, I want this one. I yeah. Mean, the beach is beautiful too. Yeah. I have shot. Yeah. I like orange. Có, lát nữa dẫn đi coi đèn Christmas. Đi không? Lát chị đi xem không? Đi ở đây nè, dẫn đây nè. Chứ đi ăn đi uống luôn. Mỗi lần gặp là dẫn hơi đi ăn đi uống đi chơi à. Chứ dẫn về nhà làm gì? Đúng rồi. Dẫn cho hơi enjoy Christmas. Đi coi mấy cái chỗ đèn á. Sao có em dẫn đi rồi. Giờ em dẫn đi coi mấy cái chỗ mà có đèn. Nó làm đèn này đèn kia cho Christmas á. Nhà mấy cái nhà đồ làm đèn đẹp lắm. Người ngần ngơ. Kim Ngân có yêu gì ba không? Tình là thơ. Tình là thơ luôn. Wow. Hôm nay bài này hay nè nha. Này bài này hay nè, tình là thơ nữa nè. Yêu gì á? Kêu chị là má Hằng không à? Dạ. Má Hai hay má Hằng? Hả? Má Hằng hay má Hai? Má Hằng hay má Hai vậy? Hả? Ngon Kim Ngân? Bánh mì ngon không? Má Tùng. Chẳng giống nhau. Má giống như con mi má Tùng. Ờ, con má Tùng đi. Muốn không bao giờ kho tên. Muốn gì con già hả? Trời ơi. Muốn con già hả? Đã bắt đến xuống máy